Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Hôm nay thì em làm clip giới thiệu đến các anh một mẫu Zippo. Mẫu này có mã hàng là Z109. Chính vì vậy các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là Z109 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm. Các anh cũng có thể là khi mà gọi điện đặt hàng thì nhớ em mã sản phẩm. Mã sản phẩm em có để trên góc trái màn hình. Chính vì vậy là các anh đọc đúng mã sản phẩm thì bên em giao hàng đến đúng theo yêu cầu của các anh. Một mẫu đến từ hãng Zippo. Mẫu này có mã hàng là Z109. Và như các anh nhìn thấy là họa tiết của nó rất là đặc biệt, rất là hầm hố và rất là phong cách cũng như là đẳng cấp luôn. Ở đây thì chính giữa các anh nhìn thấy có một viên ngọc đỏ, và ở đây là hình rồng lượn cuốn quanh. Đây là một chiếc Zippo emblem rồng bọc luôn, bọc rồng cuốn quanh luôn, cầm rất là nặng và rất là đầm. Cái này thì nếu mà trưng bày cũng cực kỳ là ok, mà dùng thì cũng cực kỳ là đẳng cấp luôn. Cái này là vỏ đồng, cái mẫu Zippo này là vỏ đồng, và tất cả ngoài này được bọc một lớp emblem hình con rồng ngậm viên ngọc, ôm viên ngọc, và tất cả phần ngoài này được mạ vàng. Đây là mộc đáy của Zippo. Ruột vàng. Đây là hàng chính hãng các anh nhá. Các anh có thể bật chế độ Full HD lên để xem thông tin chi tiết về sản phẩm giúp em. Bùa cam cũng như lưỡi gà, buồng đốt, tất cả mọi chi tiết đều rất là sắc sảo và sắc nét. Cái mẫu này thì làm quà tặng cầm biếu thì cực kỳ ok và ý nghĩa, cũng như là đẳng cấp luôn, sang trọng. Đấy. Đây là ruột và mộc đáy. Một món quà ý nghĩa cho người tuổi rồng. Một món quà cực kỳ là đẳng cấp. Tất cả cái phần viền này được mạ phun vàng luôn. Con rồng rất là dũng mãnh. Phần phía sau thì là thân con rồng và phần vảy rồng cũng như là mây trời. Đây là hàng chính hãng nên các anh hoàn toàn yên tâm, được shop Ambe bảo hành một tháng đầu tiên. Nếu mà có lỗi của nhà sản xuất thì Ambe sẽ đổi mới cho các anh. Còn các anh được hỗ trợ bảo hành trọn đời bởi hãng Zippo trên toàn cầu luôn. Chính vì vậy là các anh hoàn toàn yên tâm để sử dụng luôn. Anh nào mà kết cái sản phẩm này, vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn trên website giúp em. Để tiết kiệm thời gian thì các anh vui lòng gọi nhanh cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.